Xin chào mọi người đã ghé vào blog tin của Thi Thi. Để không bỏ lỡ những thông tin hay, đừng quên nhấn vào đăng ký và chuông thông báo. Sau đây thì sẽ cập nhật một thông tin đến từ đất nước Ấn Độ. Câu chuyện về một chàng thiếu niên được cứu sống trước giờ hạ huyệt bởi hai dòng nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt. Đó là câu chuyện về cậu thiếu niên tên là Gaham Kiran ở Ấn Độ. Cậu bị hôn mê và chết não. Khi gia đình mang Kiran về nhà, chuẩn bị hỏa táng, mẹ cậu phát hiện ra nước mắt lăn dài trên mặt con trai. Nam sinh Kiran hiện tại 18 tuổi, cậu sống ở làng Pillalamari thuộc bang Telangana, Ấn Độ. Kiran bị viêm gan, nhập viện vào hôm 26 tháng 6 trong tình trạng là sốt cao nôn mửa. Bệnh tình của Kiran tiếp tục xấu đi và cậu được chuyển đến một bệnh viện tư nhân thành phố Hyderabad thuộc bang Telangana vào ngày 28 tháng 6. Vào ngày 3 tháng 7 thì gia đình nhận được thông báo từ các bác sĩ đó là Kiran đã chết não sống thực vật và sẽ không có cơ hội nào để hồi phục. Gia đình vẫn duy trì máy thở để đưa chàng trai về quê nhà, bởi họ muốn Kiran sẽ được rút hơi thở cuối cùng ngay tại quê nhà. Khi về đến nơi thì gia đình bắt đầu chuẩn bị tang lễ cho Kiran, mọi người quấn cậu trong tấm vải hỏa táng. Tuy nhiên thì bà San Madam là mẹ của Kiran bỗng nhận ra rằng có một điều kỳ lạ. Bà nhìn thấy nước mắt lăn dài trên mặt con trai, lúc ấy gia đình vẫn chưa rút máy thở ra. Tôi đã bị sốc và báo với mọi người trong gia đình chuyện này. Họ lập tức tìm một bác sĩ địa phương đến kiểm tra. Bà Sadama kể lại, bác sĩ phát hiện ra nhịp tim của Kiran vẫn còn. Ông đã khen ngợi mọi người đã gọi ông thay vì rút máy thở. Quả là may mắn cho cậu Kiran khi mẹ cậu đã phát hiện ra hai dòng nước mắt. Đó là dấu hiệu cho thấy rằng não của cậu đã thực sự hoạt động trở lại. Mặc dù cơ thể cậu vẫn đang trong tình trạng là nằm im bất động, tuy nhiên là đã nhận thức được ra rằng mọi người đang chuẩn bị làm đám tang cho mình. Đó là điều khiến cho cậu rơi nước mắt. Kiran đã được đưa đến bệnh viện Sunsipet. Tại đây thì các bác sĩ đã chăm sóc và chứng kiến sự phục hồi thần kỳ của chàng trai. Chỉ trong vòng 3 ngày, Kiran đã hoàn toàn tỉnh dậy và bắt đầu nói chuyện. Cậu được xuất viện vào ngày 7 tháng 7 và vẫn tiếp tục được điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Những thông tin trên được báo Thanh Niên dịch theo tờ Hindustan Times. Để có thể nhận được những thông tin nóng mới hấp dẫn trong ngày, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký và chuông thông báo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.